Chào anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang ở trường cấp 1 và cấp 2 Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước anh chị nhé. Đằng sau chúng ta đây. Và ngay đằng sau chúng ta là chợ tự phát. Chợ tự phát buổi sáng và buổi chiều rất là đông đúc anh chị nhé. Và hiện tại Nguyễn Đoàn đang quay vào giữa trưa. Và hôm nay là chủ nhật cho nên là học sinh nghỉ anh chị ạ. Chứ mọi ngày, ví dụ như là từ thứ 2 cho đến thứ 7 thì khu vực này rất là đông đúc, giống như là một cái trung tâm thị trấn mini vậy anh chị ạ. Và cái đường này của chúng ta là lòng đường ấy, nó khoảng 11 mét anh chị ạ. Cái lòng đường là nó 19 mét mới được trải nhựa anh chị nhá. Và cái hướng này của chúng ta sẽ vào các cái tuyến đường như là tuyến 3 này, tuyến 2 này. Và các cái xã như là Tân Hòa và xã Tân Tiến đấy. Đấy. Và cái hướng ngược lại của chúng ta là ra cái tuyến 4. Đây, Nguyễn Đoàn đang đứng ngay ở góc tuyến 4 đây. Những anh chị nào mà chúng ta đã từng đầu tư bất động sản tại khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú 4.2 hecta thì chúng ta đều biết đến khu vực này đúng không ạ? Khu vực này của chúng ta thuộc xã Tân Hòa anh chị nhé. Và cái địa điểm Nguyễn Đoàn đứng là ngay cái trung tâm của công nghiệp đấy. Có nghĩa là từ đây mà chúng ta di chuyển lên thành phố Đồng Xoài chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi. Và di chuyển ra trung tâm thị trấn Tân Phú cũng còn khoảng vài phút nữa thôi. Và anh chị ạ, hôm nay chúng ta có một cái bất động sản ở ngay cái mặt tiền đường nhựa 20m này, đường liên xã này. Đấy, chiều ngang của nó là 5m. Và sâu thì nó dài như là chân Ngọc Trinh vậy chị ạ. Sâu nó tới hơn 60m, tổng diện tích là hơn 300m2. Và giá trước đây thì chúng ta không còn biết người ta mua với giá như thế nào. Nhưng mà hiện nay thì có một cái mức giá vô cùng thú vị. Mà những anh chị nào chúng ta đang có những khoản tiền hơn 600 triệu thì đây là một cái tài sản vô cùng tuyệt vời. Anh chị hãy tham khảo anh chị nhá. Đấy, đường nhựa thì mới được trải. Công nghiệp thì hiện nay đã được triển khai các cái tuyến đường và gần thông tuyến thành công. Và đây là những cái điểm trung tâm anh chị nhá. Và bất động sản của chúng ta thì nằm ngay cái khu vực này thôi. Đấy, nằm ngay khu vực này thôi. Anh chị nào mà chúng ta có cái tài chính hơn 600 triệu đấy, thì đây là một cái tài sản chúng ta nên đầu tư. Về các cái tiện ích để ở, như anh chị thấy trường học, chợ thì nó đầy đủ, đường điện đấy, đường nhựa, điện chiếu sáng. Còn về đầu tư thì chúng ta có công nghiệp đúng không ạ? Và trung tâm thị trấn, và cách thành phố Đồng Xoài có khoảng hơn chục phút đi xe thôi. Và đây là những cái giai đoạn mà bất động sản nó sẽ có nhiều các cái sự biến động. Như này, nhà đầu tư họ đang cần tiền anh chị ạ, thì họ sẽ phải xác định là phải bán giá rẻ. Đấy chính là cái cơ hội cho chúng ta anh chị nhá. Đấy chính là cái cơ hội cho chúng ta. Đấy, và đất của chúng ta là thuộc xã Tân Lợi, Đồng Phú, Bình Phước anh chị nhá. Ngang 5, sâu hơn 60m2. Sâu hơn 60. Có 100 thổ cư, sổ hồng sẵn. Và giá hiện nay chỉ hơn 600 thôi. Và Nguyễn Đoàn nghe cái giá thì Nguyễn Đoàn cũng đoán rằng cái giá này chủ đất người ta đã bán, chấp nhận bán lỗ gọi là hơn 50% rồi anh chị ạ. Và thật sự họ đang rất là cần tiền đấy. Đây là một cái cơ hội để chúng ta sở hữu tài sản giá rẻ ngay ở vị trí tiềm năng như vậy. Thì với khu vực này chúng ta không có gì phải bàn nữa đúng không ạ? Về tiện ích, về đường xá, về diện tích, về pháp lý thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Anh chị có thể đến trực tiếp đất để chúng ta kiểm tra. Còn các phần việc như là cắm mốc địa chính, kiểm tra quy hoạch, tranh chấp và kết nối với chủ đất thì Nguyễn Đoàn sẽ hỗ trợ anh chị chúng ta một cách nhanh chóng và giúp chúng ta kiểm tra nhanh gọn lẹ, không phải đợi chờ anh chị nhá. Đấy là những cái phần việc mà những anh em ở đây sẽ hỗ trợ anh chị. Còn anh chị chúng ta có thể kiểm tra lại cái tài chính của mình, kiểm tra ngay đi ạ, xem là mình có tài chính hơn 600 hay không. Thì không nên bỏ lỡ cái tài sản nào đâu anh chị ạ. Không nên bỏ lỡ cái tài sản này. Bởi vì hơn 300m2 chúng ta thấy rằng là gì ạ, công năng sử dụng của nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Xây nhà hay là sau này kinh doanh hay là cho thuê trọ cũng rất là phù hợp đấy. Bởi vì từ bất động sản của chúng ta mà di chuyển vào cổng chính của khu công nghiệp ấy chỉ còn khoảng hơn một cây thôi anh chị ạ, rất là gần. Và nó cũng nằm ngay gần cái khu vực mà Nguyễn Đoàn đang đứng đây, khu vực trung tâm công nghiệp anh chị nhá.
Đấy. Và bây giờ Nguyễn Đoàn xin nhắc lại cái thông số của bất động sản hôm nay chúng ta muốn chia sẻ là ngang 5, sâu hơn 60m. Đấy, dài như chân ngọc trinh đúng không ạ? Tổng diện tích là hơn 300m², có 100m thổ cư sổ hồng sẵn và giá bán nhanh là hơn 600 triệu. Anh chị nào chúng ta có tài chính như thế này thì hãy kết nối ngay đến Nguyễn Đoàn theo cái số điện thoại Zalo là 0934 607 279. Nguyễn Đoàn sẽ hỗ trợ và cùng anh chị chúng ta đi kiểm tra khảo sát trực tiếp bất động sản nằm ngay trường học như thế này anh chị nhá. Và đừng quên chia sẻ video cho người khác, nhấn vào nút đăng ký kênh để lần sau nhận được những nội dung mới sớm hơn người khác từ bất động sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.